Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Tin Mới. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Các bạn thân mến, vừa qua trên nền tảng Baidu đã xuất hiện một bài viết với tiêu đề Bộ đội tinh nhuệ bí ẩn của Việt Nam từng ném bom hàng không mẫu hạng Mỹ, khiến cho Trung Quốc, Mỹ và Nga phải chú ý. Trong đó, báo Trung Quốc đã viết có 3 quốc gia có lực lượng quân đội hùng mạnh nhất thế giới hiện nay là Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga. Bất kể quy mô hay trình độ công nghệ khoa học thì 3 quốc gia này đều thể hiện sự phát triển và ứng dụng vũ khí quân sự hàng đầu của thế giới loài người. Và cũng chính vì sở hữu một thực lực mạnh như vậy, cho nên là sức mạnh quân sự của các quốc gia khác trên thế giới thường lép vế trước 3 quốc gia này. Tuy nhiên, vì cái gọi là kỹ nghệ có tính chuyên môn hóa, nên là mặc dù sức mạnh quân sự tổng thể của nhiều quốc gia khó có thể so sánh được với 3 nước Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga, thế nhưng vẫn có một số nước nhỏ tiếp tục cố gắng phát triển theo hướng ưu tiên và không phổ biến, và họ đã đạt được những thành tựu đáng kể. Một ví dụ chính là Việt Nam. Chắc là các bạn đều biết sức mạnh và trình độ quân sự của Việt Nam là như thế nào. Ít nhất hiện nay lực lượng hải quân và không quân của Việt Nam không đáng nói vì đối mặt với Trung Quốc, Mỹ và Nga. Tuy nhiên, tại Việt Nam vẫn tồn tại một thế lực bí ẩn khiến cho 3 nước lớn nói trên phải chú ý. Lực lượng bí ẩn này đã đánh chìm hàng nghìn tàu chiến của Hoa Kỳ và quân lực hạng 4 thế giới của đồng minh Việt Nam Cộng Hòa trong chiến tranh Việt Nam. Thậm chí một số thành viên của lực lượng này đã thành lập một đội đánh chìm thành công một tàu sân bay của Mỹ. Có thể nói lực lượng này đã tấn công Hoa Kỳ và giành được những thành tích tốt trong các trận đánh. Lực lượng này là lực lượng người nhái bí ẩn và uy tín nhất trong quân đội Việt Nam. Lực lượng này đã từng khiến cho Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga hết sức coi trọng, thậm chí là có chút e ngại. Nói đến người nhái thì nhiều quốc gia cũng có những lực lượng tương tự, nhưng mà không có lực lượng người nhái nào vừa bí ẩn lại vừa nổi tiếng và đạt được những thành tích chiến đấu đáng kể đến như vậy. Đơn vị người nhái Việt Nam xuất hiện trong chiến tranh Việt Nam, tiền thân của nó là binh đoàn công binh hải quân 126. Ngay từ cái tên của nó thôi thì bạn cũng có thể nhận thấy các khía cạnh hoạt động chính của đơn vị này là trên biển và hải đảo. Tất nhiên, bạn cũng có thể nhìn thấy được họ xuất hiện ở sông và hồ. Trong chiến tranh Việt Nam, lực lượng người nhái Việt Nam đã giáng những đòn rất mạnh đối với lực lượng hải quân Hoa Kỳ. Lực lượng người nhái này có tổ chức linh hoạt và có thể phân bổ bất kỳ lúc nào tùy theo nhiệm vụ chiến đấu. Họ thường đi thuyền nhỏ, mặc đồ lặn đặc biệt và mang theo thiết bị lặn để tiếp cận mục tiêu dưới nước. Sau đó, họ tiêu diệt mục đích bằng cách cho nổ tung các cây cầu thông qua các cuộc phục kích dưới nước hoặc là một loạt các hành động. Trong chiến tranh Việt Nam, lực lượng người nhái Việt Nam đã làm nổ tung gần 1.000 tàu chiến và nhiều loại tàu khác của Hoa Kỳ và chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Điều gây sốc hơn nữa là vào ngày 1 tháng 5 năm 1960, Bắc Việt đã lựa chọn ra 6 người nhái để thành lập một đội hình, với mục tiêu chính là tàu sân bay USSK ngay khi nó đang đóng quân tại cảng. Một cuộc hành quân đầy tham vọng nhưng cũng hết sức thận trọng. Cả đội người nhái này đã lặn xuống cảng qua vùng biển sâu và đánh chìm thành công tàu USSK. Theo phân tích, lý do bộ đội người nhái của Việt Nam có khả năng chiến đấu mạnh mẽ như vậy là do sự huấn luyện nghiêm ngặt và ý chí ngoan cường của chính các chiến sĩ. Những người lính này đều được tuyển chọn từ những người lính ưu tú nhất của quân đội Việt Nam. Phương pháp huấn luyện của họ cũng khá đặc biệt, bao gồm bơi lội, ẩn nấp, huấn luyện dã ngoại, xay cây chuối, thao tác trang bị trong môi trường tối tăm của biển sâu và nhiều hạng mục khắt khe khác như là khả năng chịu lực trong nước. Nếu như chỉ nhìn vào tên của các chương trình huấn luyện này thì các bạn sẽ không thể nào thực sự cảm nhận được những gì mà một người lính người nhái đã phải chịu đựng trong những bài kiểm tra dã man như thế nào, ví dụ như là mang trọng lượng lớn trong nước. Những người nhái và binh lính này đã mang trọng lượng tới 200 kg trong nước ngay từ ngày đầu tiên. Sau khi thích nghi và huấn luyện, sức chịu đựng của trọng lượng sẽ có thể tăng lên tới 500 kg, và họ cần phải mang theo những vật nặng này để len lỏi dưới biển sâu ở độ sâu từ 20 đến 50 mét. Việc huấn luyện rất là khắt khe. Một ví dụ khác là bài huấn luyện xoay người trồng cây chuối. Những người nhái sẽ bị trói ngược lên trên những bánh xe và sau đó thì toàn bộ cơ thể sẽ quay theo bánh xe. Đôi khi mỗi bài huấn luyện xoay người này sẽ kéo dài tới vài giờ đồng hồ. Cho nên là nếu như không có tài năng đặc biệt, không có một hệ thần kinh vững chắc và vị trí mạnh mẽ thì chắc chắn không thể nào hoàn thành được loại hình đào tạo này được. Ngoài ra còn có những thứ khác như là trốn trong sa mạc nóng bỏng.
lẻn trong bóng tối vực biển sâu và thực hiện huấn luyện bơi lội cường độ cao trong nước lạnh, thậm chí có thể bơi đến 2 ngày 2 đêm. Có thể nói rằng loại huấn luyện này là huấn luyện ma quỷ cực đoan, mặc dù huấn luyện rất khắt khe và có rất ít lính đào tạo đủ tiêu chuẩn, nhưng Việt Nam vẫn luôn coi trọng việc đào tạo và phát triển đội quân người nhái bởi vì tính năng vượt trội của họ trong chiến tranh. Mặc dù sức mạnh tổng thể của quân đội Việt Nam không mạnh, nhưng khả năng tác chiến của binh lính người nhái của Việt Nam là rất mạnh và không nên đánh giá thấp. Theo các quân nhân của Trung Quốc, trong các vụ tranh chấp biển đảo ở Biển Đông, người nhái Việt Nam thường xuyên xuất hiện. Theo các cán bộ của Bộ Ngoại giao, một tàu quan trắc ở Trung Quốc đã từng phát hiện một người nhái do Việt Nam cử đến và người này chỉ cách tàu Trung Quốc có 5 mét mà thôi. Có thể thấy những người nhái này quả thực phi thường trước sự bí ẩn và sức mạnh của bộ đội Việt Nam. Các quốc gia khác đều rất cẩn trọng trước đội người nhái của Việt Nam. Ngay cả Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga cũng không dám coi thường lực lượng này. Thậm chí nước Nga đã phải phát triển vũ khí trang bị tối tân để đối phó với những tình huống này. Còn Trung Quốc cũng đã mua vũ khí từ Nga, đồng thời thực hiện những cải tiến và nâng cấp có mục tiêu và phát triển thành công súng phóng lựu tự động mạnh mẽ. Có thể nói Việt Nam là một quốc gia yếu kém và quân sự, không có gì đáng khen ngợi trong việc xây dựng nói chung. Thế nhưng riêng lực lượng người nhái của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của tất cả các quốc gia trên thế giới, giáp biển và sở hữu lực lượng hải quân. Như các bạn cũng thấy qua bài viết, bên cạnh một số sự ảo tưởng thường thấy về khả năng của quân đội nước mình, thì tác giả bài viết đã dành ra những lời đánh giá rất cao cho lực lượng người nhái của chúng ta. Theo đánh giá của mình thì người viết bài này có tìm hiểu khá là chi tiết đối với lực lượng người nhái của Việt Nam chúng ta. Thật sự việc trở thành một thành viên của đội người nhái nước ta là hoàn toàn không hề đơn giản. Và như bài viết cũng đã đưa, đó là một quá trình rèn luyện gian khổ cả về thể chất, kỹ năng cũng như ý chí cao độ. Trong những năm qua, lực lượng người nhái của nước ta thường tham gia thực hiện các nhiệm vụ cứu người, cũng như tham gia bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia. Thậm chí người Trung Quốc còn cẩn thận khi chú ý tới cả lực lượng người nhái xuất hiện trong các cuộc tranh chấp trên biển. Với chiếc tàu sân bay thứ 3 đang bắt đầu đóng, Trung Quốc đang cho thấy một tham vọng vươn ra biển lớn ngày càng mạnh mẽ. Điều đó cũng lý giải về những hành động hung hăng của họ trong nhiều năm qua tại khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, tàu sân bay dẫu có do Trung Quốc đóng thì vẫn sẽ là một món đồ chơi đắt tiền. Việc đóng tàu đòi hỏi rất nhiều về công nghệ cũng như là tài nguyên và tiền của. Có thể thấy người Trung Quốc đang khá e dè đối với lực lượng này, nhất là với thành tích đánh chìm tàu sân bay của Hoa Kỳ ngay khi đang đậu trong quân cảng. Sẽ thật khôi hài khi mà một con tàu khổng lồ như vậy lại bị đánh chìm bởi kỹ năng những người lính cùng những khối chất nổ rẻ tiền. Dù cho hiện nay nền kinh tế của Việt Nam thường bị người Trung Quốc lấy ra để mà so với một tỉnh của họ, nhưng với tỷ lệ chấp cao như vậy thì có là người ngông cuồng nhất cũng phải e dè. Trong bài viết, tác giả cũng có nhắc tới các loại vũ khí công nghệ để phát hiện và tiêu diệt người nhái trước khi tiếp cận được tàu. Tuy nhiên, chắc hẳn tác giả của bài viết này cũng vẫn chưa nghe về câu chuyện truyền thuyết hàng rào điện tử cùng cây nhiệt đới của người Mỹ rồi. Đối với người Việt Nam mà nói, công nghệ và vũ khí chỉ là một phần của cuộc chơi mà thôi. Cái chính là người lính sẽ phải tận dụng được loại vũ khí đó tới đâu, sáng tạo ra những cách đánh, cách khắc chế như thế nào. Người ta thường nói thâm như tàu. Tuy nhiên, với trí thông minh của người Việt Nam, chúng ta vẫn đủ khôn ngoan để sống bên cạnh họ trong hàng ngàn năm qua, thì không có cớ gì mà những trò vặt vãnh như vậy lại có thể ngăn được chúng ta. Các bạn thân mến, lực lượng người nhái của Việt Nam quả thật là một lực lượng hết sức tinh nhuệ. Tuy nhiên, Việt Nam đánh thắng Mỹ không chỉ bằng mỗi lực lượng người nhái, chúng ta cũng chỉ đập tan đội quân 60 vạn người của họ vào năm 1979, cũng chỉ bằng một số lực lượng dân quân tự vệ ít hơn rất nhiều. Cho nên có thể người viết bài này đã có những tìm tòi rất là chi tiết đối với lực lượng người nhái của Việt Nam chúng ta. Tuy vậy thì mình vẫn không đánh giá cao tác giả, bởi vì là anh ta vẫn chưa nhìn ra được sự thật là mỗi người lính, thậm chí mỗi người dân Việt Nam được ẩn chứa những khả năng đặc biệt và sẽ phát tăng dụng bất cứ khi nào đất nước bị xâm lăng. Và bên cạnh lực lượng người nhái, hải quân, lục quân hay không quân thì nước ta vẫn còn rất nhiều những lực lượng tinh nhuệ khác luôn sẵn sàng bảo vệ tổ quốc mỗi khi cần. Và với góc nhìn và quan điểm được nêu ra trong video ngày hôm nay, các bạn khán giả có suy nghĩ như thế nào? Bạn đồng tình hay là không đồng tình với ý kiến của chúng tôi? Hãy để lại quan điểm trong phần bình luận bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi nhiều thêm nữa nhé! Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn khán giả nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy cho Tin Mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video này đến với mọi người. Các bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi video thú vị khác nữa của Tin Mới nhé.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo của Tin Mới. Đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!